Sáng ngày 16 tháng 5, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng có đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đợt này, toàn Đảng bộ phường có 22 đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó có 3 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 60 năm tuổi Đảng. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng dịp này, đảng viên Nguyễn Bình Thắng nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, phát biểu bày tỏ niềm xúc động, vinh dự tự hào khi được Đảng trao tặng huy hiệu Đảng dịp này. Đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của người đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, động viên con cháu, gia đình, hàng xóm chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trân trọng chúc mừng các đồng chí vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Vũ Chí Hải bày tỏ sự vui mừng và trực tiếp gắn huy hiệu cao quý của Đảng tặng các đảng viên. Phát biểu, đồng chí nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí. Đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân, gia đình, người thân các đồng chí được trao tặng mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ thành phố. Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy trí tuệ, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng là tấm gương sáng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, đất nước, quê hương Bắc Giang ngày càng giàu mạnh.